những con đường dài bất tận, những ngọn đồi đầy ắp năng lượng quạt gió lố nhố như nấm sau mưa, những vùng đất khô cằn nhưng đẹp đến nao lòng, và những kỳ quan mà tạo hóa đã ban tặng cho tiểu bang Kansas là lý do chính mà gia đình Hến Gia đã vân du tới đây trong chuyến du xuân Giáp Thìn vừa qua. Thưa tất cả các đồng minh, tuy tiểu bang Kansas có một nét đẹp rất riêng, nhưng nó chỉ đẹp vào ban ngày mà thôi. Còn ban đêm, kinh khủng lắm. Nhiều lúc chúng ta chạy xe mấy giờ đồng hồ mà cũng không tìm thấy một cái nhà hàng và một khách sạn nào. Vì đâu đâu cũng là những cái cung đường tăm tối âm u, dễ dàng làm cho chúng ta có cái cảm giác ghê ghê. Đó là trải nghiệm của gia đình tôi khi đến với vùng đất này. Sau khi tham quan vài nơi khét tiếng của tiểu bang Kansas, thì tôi cùng vợ con đã bị bầm dập trong màn đêm. Chuyện là cả nhà đã bị bóng đêm làm cho té đái. Vừa đói, vừa mệt mà chạy xe gần 3 tiếng cũng chẳng thấy một cái thị trấn nào để mà dừng chân. Nhưng thưa các bạn, người ta có câu: cơ trời họa phúc xưa nay, trong găng tức đã, đổi thay mấy lần. Vâng, chúng tôi đã tới một cây xăng, gặp một bà lão dân địa phương chỉ đường lối cho. Sau đó chúng tôi đã kiếm được một khách sạn nằm trong một cái thị trấn bé tí giữa lòng hoang mạc. Khi tới khách sạn thì cũng đã gần 11 giờ đêm. Quanh đây thì làm gì còn có nhà hàng nào mà mở cửa cho mình ăn. Rất may, lương thực mang theo vẫn còn, và nằm ngay trong khách sạn á, cũng có bán vài món ăn. Nên bây giờ, chúng ta ăn tối. Xì dầu tam thái tử, gia vị, mì gà cay, mì thường của thiếu nữ, 12 cái cánh gà nóng bán ở cây xăng đấy. Pad Thai thì bán trong lobby khách sạn này. Còn có hủ kim chi, hành củ, ăn giải cảm mặc dù không có cảm. Ớt trái, chống cảm mặc dù không sợ cảm cho lắm. Có luôn Tabasco. Còn thiếu cái gì đâu? Nấu nước pha mì. Còn Pad Thai thì họ nói là chỉ cần bỏ microwave thôi. Pad Thai đây, cọng mì luộc sẵn này, nước sốt gừng đồ này nọ, rồi có nước sốt đậu phộng. Đủ loại sốt mà tôi không ăn đâu. Mình trộn chung với hành củ, các loại gia vị đem theo. Rồi sau đó là thứ xì dầu lên thôi. Mình biến thành cái kiểu mà mì trộn xì dầu và hành. Chàng boss và biệt thự thì ăn canh gà, hai cha con tôi thì ăn mì. Tôi còn bô nợ thêm mì Thái. Vậy mới đủ đô chứ. Và đây, đây là đại tiệc của Hến Gia. Mì cay của tôi. Có mì gói, có Pad Thai, có gà cay và có kim chi. Điều quan trọng là làm mì trước cho nó nóng. Lạnh như thế này có tô mì nóng mà hấp được còn gì bằng. Mời các đồng minh. Thiên đường em ơi, thiên đường em ơi. Những ngày trời lạnh như thế này mà đang đói thế này, cần gì gì cao lương mỹ vị. Phê. Nè, ăn xong biệt thự còn chuẩn bị bắp nè. Đó, cả nhà cùng hưởng vinh hoa phú quý, vô đi Queen cái hết á. Cứ hễ đi khách sạn thì hai vợ chồng tôi thường thích qua cái show này nè, Friends. Đó, ở khách sạn nào mà có tivi là bật show lên, hai vợ chồng nằm coi à, coi xong cười. Good morning tất cả các đồng minh. Ôi, hồi tối tắm một cái thật đã. Ngủ thật sớm, ngủ dậy khỏe re như thế này. Coi này, chàng vẫn còn muốn ngủ, nàng vẫn còn muốn ngủ. Hai vợ chồng tôi thì dậy rồi và sẵn sàng cho một ngày mới. Hôm nay chính thức hết Tết, mùng 4 rồi mà. Thưa các bạn, hồi tối chạy ngoài đường đó, có thấy cái đèn nó chớp chớp màu đỏ, cứ tưởng rằng cái đường dẫn máy bay cho sân bay á. Sáng dậy mới thấy này, thì ra là các cái quạt gió bào là bát ngát nằm khắp nơi. Hèn gì nó cứ chớp chớp chạy đâu, nó cũng chớp chớp. Tôi cứ lạ sao chạy mãi chạy hoài không thoát ra được cái sân bay. Bây giờ mới hiểu. Và rồi, cái mệt đã thấm vào người của anh ta. Cả nhà nó thức gì hết mà chỉ còn mình anh ta còn đang vui xấu và dứt sấy nồng. Trời ơi, đi xe nó ngồi nó ăn, nó uống, nó ca, nó hát, nó đùa giỡn không, nó làm giống mệt mỏi lắm này. 8:30 rồi boss ơi, dậy đi ăn sáng. Chúng ta còn hành trình dài lắm.
Bây giờ chúng ta đi xuống lobby ăn sáng. Họ phục vụ bữa sáng miễn phí mà. Coi thử đoàn ra sao nhé. Ồ, có trứng omelette này, khoai tây này và xúc xích này, các loại bánh mì, có thêm mấy làm bánh waffle này, bẩn lố, các loại trái cây họ làm sẵn rồi này, có luôn cái yogurt, cereal cho đám nhi đồng, cái này out of order rồi, các loại juice này, uống nước cam đi con. Cà phê, trứng và waffle đầy đủ. Thiếu nữ có thua kém gì đâu, waffle rồi có cái này rồi. Cái này là jam hả? Có strawberry jam rồi này nọ, rồi bánh mì lát nướng chưa? Có không nướng hả? Để vậy luôn hả? Ăn với bơ. Dàn boss biệt thự thì ăn yogurt nè, oatmeal nè, trứng và sausage thôi. Ê, một nơi hoang vu bề thế như thế này thì thật sự là thương thiên bại lý rồi nha. À không, hợp lý, hợp tình, hợp nghĩa chứ nhầm. Cereal nữa à? Và rồi Boss To Go lại ra tay. Cái hũ vô ua, chàng quý không chịu dục đi, đem về phòng ăn tiếp. Rồi, hôm nay đã là ngày mùng 4, tức là hết Tết rồi. Thường thường người ta nói ăn Tết có 3 ngày thôi phải không? Vậy thì tháo cái này xuống, chúng ta tiếp tục lên đường. Cái điểm đến mà ngày hôm qua giờ ấp ủ, bây giờ hôm nay mình mới có cơ hội tới này. Vì phải tính toán sao cho cái đường đi của chúng ta nó hợp lý. Nơi thì nằm chỗ này, nơi nằm chỗ kia. Mình phải làm sao mà mình tính toán sao mà mình chạy tới chỗ này thì chạy qua chỗ kia cho nó gần luôn, để không có phải chạy lòng vòng. Bye bye khách sạn thân yêu. Nằm chỗ này mà có được nó là cũng mừng quá nè. May mắn kiếm ra nó. Bây giờ chúng ta chạy đến một Starbucks, vừa nhâm nhi, vừa chạy tới nơi mà mình muốn tới và ngắm cảnh chứ. Cái thị trấn này gọi là thị trấn Kobe. Mọi thứ nó tụm lại một cục vậy nè. Có khách sạn, có cây xăng, có nhà hàng lai rai vài. Và cái nhà hàng thôi, tổng dân số có 5.000 người à. Mà có quán cà phê Starbucks. Thực ra nó mở mấy cái đó ra không phải là dành bán cho dân địa phương ở đó đâu. Tôi sợ dân địa phương suốt đời không có ra ngoài ăn luôn á. Cái đó là bán cho du khách. Cái gì? Starbucks nằm ở bên trong cái xăng luôn hả? Ủa kỳ vậy. Cái này lạ đó. Ê mà cái xăng này lớn này. Qua này. Qua này. Nó xây như là cái lâu đài cổ kính vậy nè. Ok, vậy thì anh thả em vô em lấy ha. Rồi anh đi chùi cái kiến cho nó sạch sẽ. Lát quay phim cho nó đẹp. Có nhà hàng Mexico, rồi có nhà hàng tàu nữa kìa. Tất cả đều nằm ở trong cái xăng này. Ê, hợp tác làm ăn á nha. Tự nhiên có ngày nổi hứng dân chúng ngồi lại bàn với nhau. Chúng ta làm ăn đi anh em ơi. Vừa là cái xăng, vừa nhà hàng mễ, vừa nhà hàng tàu. Mở hết vào một chỗ này. Nè, cà phê 5 năm mới dừng nghiền thêm cái món green tea latte nóng. Vợ tôi uống nữa, hai vợ chồng chia sớt ngọt rồi. Hay thiệt hết chứ. Cái khu thương mại này, nó là khu thương mại không biết có đúng không. Mà giống như tôi tưởng tượng là 5.000 người dân ở đây nè. Một ngày đẹp trời cái ngồi họp lại, ê chúng ta làm ăn anh em ơi. Hùng vô anh em ơi, người 100, 200 gì đó. Bỏ vô, mở cây xăng vĩ đại. Rồi có nhà hàng, mễ. Tàu, nhưng mà tất nhiên là hoàn toàn là mì trắng bán. Vợ tôi vào trong kia hả? À, Starbucks cũng nằm ngay bên trong luôn. Vợ tôi nói là không thấy một người châu Á và một người Mỹ đen nào hết á, chỉ có Mỹ trắng thôi. Ở đây thì tất nhiên là toàn là Mỹ trắng. Kìa, có dừa kìa. Các bạn thấy cái dừa không? Dừa giả rồi, trùng lên cho nhìn nó có vẻ như là vùng nhiệt đới. Mà ở mấy chỗ này là mấy cái anh ông trời con kìa. Mấy ông serif đó. Ông trời con ở đây đó. Bảo vệ dân ở đây cũng là đồng thời là trời con ở đây đó. Ôi, ly cà phê băng mê thuộc, tự nhiên thấy siêu black. Ai, uống miếng trà xanh. Trà xanh latte. Còn anh kia ăn bánh quy, ăn chip và uống nước lạnh. Nước lạnh thông minh. Ôi, còn nàng này, chocolate cover strawberry. Không bao giờ chê. Không bao giờ thiếu một giấc ngủ và không bao giờ bỏ lỡ một bữa ăn. Rồi, thưa các bạn, chúng ta tới chỗ này, Monument Rock. Còn có một cái nickname, một cái tên khác mà dân địa phương thường gọi là Kim Tự Tháp Phấn. Đây cũng là một nơi mà nổi tiếng ở tại Kansas. Mà tất cả dân vượt đó bỏ vào bucket list của họ đã tới Kansas thì phải ghé tới. Thì coi, bao lâu là tới nha.
Chạy bao lâu? 52 phút thôi. Rồi, chúng ta rời khỏi cái ngôi làng Cô Bì 5.000 người này, chạy tới Kim Tự Tháp Phấn. Cái thị trấn này nè, là cái thị trấn mà lớn nhất mà từ ngày hôm qua đến giờ chúng tôi đi, chúng tôi thấy đó. Kinh khủng vậy luôn á. Một lần nữa này, hồi tối cứ chạy đâu là cũng nhìn thấy đèn đỏ nó chớp. Thì ra do mấy cái cánh quạt này nè, cánh quạt gió này nè. Bây giờ chúng ta chạy xuyên qua cái cánh quạt gió đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ bắt được bức xâm. Hồi tối mình ghé cái xăng kia kìa, mua cánh gà này nọ đó. Giả dụ đi, nếu trường hợp mà mình không có dừng lại cái xăng thì mình chạy tiếp tục đó, liệu có tìm được khách sạn và nhà hàng hay không? Rồi, bắt đầu thấy nhà cửa này. Nói chuyện với cái bà ở trong cái xăng hồi tối đó, bà nói là cách đây 3 tuần hay 1 tháng trước đó, ở đây có bão tuyết luôn mà. Nè, tới được cái thao nè. Có nghĩa là hồi tối mình nếu tiếp tục chạy thêm khoảng 5-6 phút đó, 10 phút gì đó, thì có nhà hàng IHOP. IHOP thường thường mở cửa 24-24 phải không? Đấy, có IHOP. Nhưng mà cái thao này cũng nhìn bèo quá, nhìn nhỏ hơn cái thao cô bị lúc nãy nhiều. Thôi, tiếc làm gì, ở khách sạn đó ngon mà em. Có Starbucks uống, ở đây làm gì có Starbucks thấy không? Rồi, tiếp tục lên đường, chúng ta chạy tới Kim Tự Tháp Phấn. Các cô chú đụng mình chịu nổi không? Tiếp nữa tuyên bố là nàng có bằng nhạc này. I'm a joyride girl in a joyride car. Yes, you can get killed and also get robbed. ý của nàng nói là nàng là một người con gái thích chạy xe đi dạo như thế này, trong một chiếc xe chuyên môn đi dạo như thế này. Có thể... nhưng mà có thể bị giết và có thể bị cướp. Thôi ở cái con tầm bậy tầm bạ, đi với daddy an lành, đi với mommy an toàn, tại vì mommy của con đồ sộ và mạnh mẽ, chẳng khác gì thánh giống đâu con, đừng lo. Ok Quyết. Bây giờ mình chạy vô đường Đức em ơi. Nếu mà không có những tấm bảng ở ngoài đường ngày xưa đó, người ta phải dùng đến những tấm bảng đó. Bây giờ thì mình dùng đến cái GPS. Thì ngày xưa ai biết ở sau này là có một cái nơi đẹp và kỳ lạ để tới khám phá đâu, thấy không? Đường như thế này mà ngày xưa mà ai mà tìm ra được cái Kim Tự Tháp Phấn này chắc là cũng phải là một nhà đi thám hiểm khám phá siêu việt. Mình chạy xe đi con đường này là 6 mau mấy mới tới được cái Kim Tự Tháp đó. Bây giờ người ta mở đường rồi, ngày xưa họ phải leo trèo qua những cái đồi núi, băng qua những cái rạch đồ này nọ. Mình chạy vô đường này thôi nha, mình chưa tính là từ cái chỗ mà có người ở mà đi tới đây đó, phải đi cả tháng 2 tháng trời mới chui được tới đây, rồi khám phá ra cái chỗ này. Ghê thiệt. Cho nên mình nói là cổ nhân trồng cây hậu nhân ăn trái là vậy đó. Mình phải nhớ ơn các cụ. Thời nay đó, khai hoang rồi này nọ, mở đường ra cho người. Bây giờ mình tà mình chạy tới đây cho cái con Joyride Girl là thiếu nữ đó tới ngắm. Thời đó thì họ đi chắc là vì mục đích tìm vàng ha, hoặc là họ đi khám phá, tình cờ mới thấy được. Xa xa kìa, có 2-3 cái cầu dầu. Con đường này khá nhiều cầu dầu, nãy giờ chắc thấy được 20-30 cái rồi đó, nằm rải rác. Lên đồi cũng cao đây nè, mênh mông và hoang vu, chẳng thấy nơi đâu là bờ bến. Không thấy bờ bến hạnh phúc, chẳng thấy bà Cẩm Ly ở đâu hết. Ồ, chị vào trong này mà vẫn có xe tải nè. Hai chiếc luôn á chứ. Ừ, chắc là họ có nuôi bò ở trong này à. Chở bò đi bán chắc. Kìa. Trong này Đức có chủ hết á, mấy vật Đức này Đức có chủ hết. Họ nói là cái đường này thì chạy được, mà đừng có quẹo vào, Đức có người ta hết đó. Ở đây anh nghĩ chắc là em bỏ ra 20.000 em mua được nguyên quả đồi luôn em à. Thiệt, đất đai đồ mấy chỗ này á, chính phủ ở đây họ cầu chứ có người mua để hàng năm họ thâu thuế. Đó, chứ họ đâu muốn để đất hoang phí thế này. Ê, hình như thấy xa xa rồi kìa, cái đồ mình thấy chưa? Đó, hôm nay là thứ ba. Ở đây thì người ta vẫn đi làm đi học bình thường, nên chắc chắn là chỉ có gia đình tôi ở đây chứ còn có ai nữa. Chưa vào trong đó mà biệt thự đó lo xa, biệt thự đó làm lỡ khi gia đình mình đang đứng đó cái tự nhiên lúc xoáy đó tới làm sao đây. Cả gia đình mình chui xuống gầm xe nấp. Em à, nó cuốn xe đi chứ đâu có người được đâu, chỉ có cách đó thôi chứ.
Đó, bên kia Keystone Gallery, Fossil Museum Art Rock Shop. Ủa, hai mau nữa. Ồ, nếu mình chạy thẳng đường đó là có cái shop hả? Gian hàng bán đồ lưu niệm đồ này nọ chắc. Chạy tiếp nhưng mà thôi, đây nè. Đây là đúng nơi mà mình muốn tới rồi đó. Nằm hai bên đường, một bên. Rồi tụi mình nói kìa, nhìn cái này đâu giống mình đang ở Mỹ, đâu giống ở bên Hy Lạp này nọ. Nó như thế này đây. Chúng ta lạc một vòng qua thử nha. Ừ, đẹp chưa? Nhìn lạ chưa? Ai mà chẳng thích những cái gì mà thiên nhiên ban tặng em. Nếu mà do con người làm ra thì còn gì mà quý. Nên nó nằm chính giữa vùng hoang vu thế này mà nó vẫn tạo ra được một cái nơi cho người ta tới du lịch là biết rồi. Chạy vào đây có mắc bụng đó. Ồ, nó lắc đó nha, lắc xe mình đó nha. Cái này là do bị nước ứ động hoặc là do tuyết đang mới chảy ra mấy ngày trước này. Đường nó sình lầy lắm. Mắc đây gọi ai tới cứu trời. Ủa trời, nó lắc này, nó đưa xe đi nè em. Rồi, đó, thoát ra được bụng rồi. Wow. Đẹp chưa này. Hà cái sổ xuống nhìn cho nó rõ. Cảm thấy không phải nước Mỹ kìa, vợ tôi vừa mới nói. Kìa, có cái hang kìa. Người ta đứng chụp hình ở đó đó. Nhưng mà bùn lầy lắm, làm sao em lội vô chụp hình đây. Đi cái chỗ nào mà không bùn lầy á, mình lội vô. Đó, làm một vòng rồi đó. Bây giờ mình vô đó mình đậu đi. Ôi, xịn, nó mắc vô lốp ghê lắm em ơi. Nó nhìn như mẹ sửng thiên hương luôn rồi. Một lớp xịn dày như thế này mà. Ở đây lặng gió, mát mẻ. Vợ tôi nói đúng đó. Cảm giác đứng chỗ này không giống như đang đứng ở nước Mỹ. Bây giờ mình khám phá cái chỗ này trước, rồi sau đó mình đi luôn sau lưng á, khám phá khu vực bên kia đường á. Lúc này trời rất mát, bốn phương tám hướng đều bằng phẳng. Nói theo cái kiểu thơ ngay á, là chẳng biết nơi đâu là chân trời. Chỉ biết đứng ngay cái chỗ này, ta có thể vươn tầm mắt hết mức, mà chỉ thấy trời xanh, mây trắng, và thấy ta một mình, một cõi. Nên nó dễ dàng tạo cho mình có cái cảm giác là an toàn và yên bình. Nói chung, cả nhà rất khoái chỗ này. Vợ con tôi liền lôi đầu nhau ra để mà chụp hình, tạo dáng đủ kiểu. Ngồi, nằm, bò, lết, hờn dỗi, vui tươi và đặc biệt là nhảy cao. Biệt thự cũng bị đặt nhảy cao, không kém Michael Jordan là bao. Thưa các bạn, lần cuối cùng mà tôi thấy nàng bực cao đến như thế là khoảng 10 năm về trước. Lúc đó chúng tôi vừa mới làm lễ đính hôn xong, nàng vừa bước ra cửa thì liền bị con chó của hàng xóm rượt cắn. Đẹp như thế này sao mà không hứng thú với được chứ. Mấy mày con chơi vui kiểu gì mà nói sau này mà nói thiếu nữ xuống không được, cần sự giúp đỡ của tôi. Lên đó làm gì vậy? Trường lắm á. Bám sát vô vách mà xuống. Đi lên được, lúc đi xuống thì lại sợ. Đó, thiếu nữ yêu đời kìa. Thôi chúng ta tiến qua khu vực bên kia đi. Thì ra cái chỗ này là ngày xưa người ta đi đầu vàng đó. Họ muốn đi từ tiểu bang Kansas đi xuyên qua tiểu bang Colorado tới Denver á. Tình cờ có người ta đi ngang đây rồi mới phát hiện ra được cái khu vực này. Anh, cho nên cái anh nào mà tìm ra được cái chỗ này đó bây giờ được người ta nhớ ơn lắm. Bên này thì cũng có những cái khối đá như thế này, nhưng mà không đẹp bằng bên kia em ha. Nói khu vực này là đừng có xả rác, đừng có camping ở đây và đừng có trèo lên. Mà tôi bảo đảm luôn chứ có mấy thằng đầu trâu mặt ngựa chắc thử trèo rồi đó. Mới có người để tấm bảng đây nè. Thôi, rời khỏi chỗ này luôn đi. Chỗ kia là quá đẹp rồi, bên này thì bình thường. 50% công lực thôi. Bây giờ rời khỏi chỗ này thì chúng ta chạy tới điểm tiếp theo, cũng nằm trong bucket list của tôi. Đó là Little Jerusalem của người Do Thái đó. Mà lại nằm ngay Kansas. Không biết tại sao cái tên đó lại ra đời. Từ đây mà chạy tới đó chỉ có 17 mile mà thôi, 24 phút. Chạy thẳng đường này luôn. Họ nói là chạy ra đây thì có cái shop bán đồ lưu niệm gì đó. Chúng ta tiến ra, nếu mà thấy cái shop thì mình tấp vào, coi thử có những thứ gì. Chùa cha, chạy mà bùn nó bắn rầm dưới cầm xe á. Bùn nó mắc vô lốp xe dày chắc là phải 2 tấc. Đó, vừa chạy nó vừa bắn kìa, rầm kìa. Vợ tôi cứ lo là sợ nó trơn quá, lát nó trượt nó đưa mình chạy tới Lào luôn á. Làm gì tới, em yên tâm đi, ngưỡng cửa của Lào thôi. Hey, trong này mà vẫn có nhà ở này. Nhà này rộng lớn, họ nuôi lừa. Nhà đó đúng là bậc cao thủ súng ẩn luôn đó. Ở tuốt ở trong này luôn. Họ nói là có một cái gift shop đằng này mà chạy nãy giờ vẫn chưa thấy gift shop nào. 2 mile, nãy giờ hơn 2 mile rồi em.
Mà thấy có chiếc xe bị bỏ hoang. Cái này cũng giống như là cái chuồng bò ngày xưa người ta nuôi ở đây này mà người ta cũng bỏ hoang rồi chứ. Nè, coi này, đất đai bằng phẳng như thế này đúng là một nơi lý tưởng cho voi rừng nó xuất hiện. Ừ, xuống giúp là đẹp nè. Coi kìa, nét đẹp của một con chó lạc. Nhưng hến gia thích. Hôm nay thì làm gì có ai tới đây ngoài gia đình hến gia. Người ta đi làm đi học hết rồi. Còn du khách đó, muốn tới đây phải bay máy bay tới một cái thành phố lớn, rồi sau đó mướn xe chạy tới đây hết mấy tiếng đồng hồ. Ít có ai có sự hy sinh đó lắm để tới đây lắm. Chuẩn bị quẹo vô con đường nhỏ, mà đường này có tên hay lắm, đường vàng, gold. Yeah, sợ chắc trong này vàng không á. Tôi quyết tâm mà lát nữa bắt hai đứa con đầy đọa hai đứa con xuống đào vàng cho tôi đeo. Đó người, trong này ngày xưa nhiều vàng lắm này. Mấy anh đi đào vàng ngày xưa ở trong này, trời ơi chắc bờ lút cả đám. Rồi tình cờ phát hiện ra được cái chỗ đó, tiếp tục quẹo vào. Ủa, ở trong này nó có hai cái tên lớn nha, Little Jerusalem với lại Bethlehem. Chắc ngày xưa mấy anh kia ở trong này đầu vàng xong giết nhau dữ lắm mà. Ê, đừng có cái gì quái gì rùng rợn như là tối hôm qua chúng ta tới cái chỗ mà tâm của đất Mỹ nha. Nghĩ lại còn sợ đó. Ba mẹ hồi tối đang chạy trên con đường hoang vắng, đột nhiên cái vợ tôi với thiếu nữ la hét lên. Tôi ngạc nhiên, tôi hỏi la hét gì. Hai mẹ con nói là hửi được cái mùi đó. Tôi nói là cái mùi gì, tôi nói là cái mùi y chang như cái chỗ mà cái tâm nước Mỹ đó. Nó xông vào trong xe mà tôi không hửi được gì hết, mà hai mẹ con nói có, thoáng thoảng, có trong xe. Làm cho mình có cảm giác giống có hồn ma nó bám theo mình thiệt luôn á chứ. Vừa chạy đi tìm nhà hàng, khách sạn, con đường là đen tối, không đèn đường đồ gì mà hai mẹ con nói kiểu đó, ai mà không hết hồn. Này, toàn là gốc trơ trụi của các cây hoa hướng dương này. Các đồng minh tưởng tượng đi, đến mùa hoa hướng dương chạy đây, nó một màu vàng rực rỡ, một màu vàng khè, vàng ố, vàng hoe, vàng như là cậu vàng của lão Hạc. Đâu? Gal Gadot đâu? Gal Gadot đâu? Jerusalem của mày này, Wonder Woman. Rồi, tấm bảng kia kìa. Ủa, họ nói vô đây là mình phải trả tiền, mà đâu có ai đứng canh đứng đồ gì đâu mà trả tiền. Nó gọi là cái công viên mà có gì đâu, một hai bàn picnic, rồi có cái chòi đằng kia, có nhà vệ sinh. Này chắc lâu rồi không ai tới đây, cho nên không có đóng tiền điện, cái máy nó hư luôn, bắt buộc phải trả tiền mặt. May là có đem theo tiền mặt, không thôi là hết vô á. Cứ vô một chiếc xe là 5 đồng á. Thâu tiền ở đây tôi cảm thấy lỗ vốn hơn là có lời á. Tại sao không? Tại vì đặt cái máy ở đó trả tiền điện không á. Nó lỗ vốn rồi. Rồi, trả tiền đã xong. Vô nhà của Wonder Woman đây thưa tất cả đồng minh. Hình như cái đường đi xuống đằng kia 50 mấy độ mà sao ra đây mát mẻ đã ghê á. Cái chòi đây. Vâng, nhìn tưởng cái mái thì ra mấy thanh sắt để đây không biết để làm gì. Che được 2 hay 3 giọt mưa đó. Và kia, nhà của con Wonder Woman Gal Gadot ở dưới kia. Đi bộ xuống dưới đó phải mất đến một mau mấy lần. Trở lại để lấy cái hiking stick, gậy đi bộ á. Khi nào mình cũng phải thủ chứ. Gậy của tôi bằng sắt. Noel năm nay em vợ trời sợ biết là tôi hay đi khám phá. Nó mua tới cái này, có la bàn. Mở ra trong này có dao, có đồ đánh lửa, đồ tùm lum tùm lưa. Đại khái là cái này người ta gọi là gì? Sinh tồn đó, gậy sinh tồn. Biệt thự. Lên đường, mở cổng ra, muốn đi đường nào? Vậy là mình có thể đi xuống đường này em này. Đằng kia một con đường đi xuống. Nhưng mà đi đường này đi, mình xuống dưới kia gần hơn. Tiến lên bà con ơi, tiến lên bà con ơi. Ê, vậy mà xa xa kia tôi thấy có nhà người ta ở kìa. Mà họ chạy vào nhà, họ chắc họ phải chạy một con đường khác. Tiến lên. Tới một nơi xa lạ như thế này mà đi bộ cũng là một cái thú đó nha. Hèn gì Mỹ trắng họ nghiền hai kinh. Mấy cây này giống cây thuốc phiện vậy bấy. Ở đây có những cây gì này. À, tên của các loài cỏ thôi. Ôi giờ đi nãy giờ mà, xe mình đằng kia kìa. Đây là hình của các con chim trú ở đây à. Gió đã quá. Nàng lại tạo dáng. Họ nói á, Jerusalem nhỏ này á là nó nhô từ dưới biển nhô lên. Ngày xưa là nguyên cả nước Mỹ nhô lên thì cái này nhô lên đầu tiên, dưới lòng đại dương mấy chục triệu năm về trước đó. Nó đã hình thành những cái khối đó rồi, nên là
mấy cái nhà khảo cổ họ tới đây á, thì họ vẫn phát hiện ra là có răng của các mập rồi này nọ. Hay, một khám phá tuyệt vời. Nói chung là nhìn từ trên cao thì nhìn xuống thì thấy nó còn đẹp, còn hay hay. Nhưng mà đẹp thì cũng đẹp bằng cái kim tự tháp phấn đâu nha. Vợ tôi cũng đồng ý như thế. Thôi, rời khỏi chỗ này đi. Năm đồng vô đây đi bộ, rồi ngắm như thế này là đủ rồi. Chà, có du khách kìa. Sắp đi vô tới xe thì mới thấy du khách tới. Hiếm lắm mới có du khách. Rồi, rời khỏi cái chỗ này. Nói chung là cái tiểu Jerusalem này nó quá thường đi. Thua xa em ha. Thua xa cái pyramid của mình. Thua xa cái kim tự tháp phấn của mình. Điểm tiếp theo của chúng ta đó là Dodge City của tiểu bang Kansas đó. Dodge City là một nơi cũng khá nổi tiếng. Nơi đó có nhiều thứ lịch sử cho mình khám phá nè. Có nhiều thứ tôi cần phải kể cho các bạn nghe. Hành trình của chúng ta là 2 tiếng. Lên đường nào. Mới tuyết rơi cách đây mấy ngày trước này, tuyết còn chưa tan kìa. Trời ơi, tuyết đây nó còn trắng và còn đẹp hơn cả cái chỗ mình đi shopping nữa. Chỗ Snow Creek đó. Ê, đừng lấy tay đụng con dơ. Đạp lên thử coi. Đó. Thôi mà, có chút xíu đây mà. Đẹp đẽ gì con. Thôi, dơ, đi. Quay kìa, quay cái chuồng bò kia kìa. Chắc phải triệu con bò không? Đứng ngay hàng thẳng lối. Đủ loại bò, vàng có, đen có, trắng có. Lần đầu tiên ở trong đời tôi thấy luôn đó nha. Yeah, sợ. Tới rồi nè, mà sao nó treo cái tên nó nhìn nó có vẻ cũ kỹ ghê vậy. Tôi nghĩ chắc người ta cố tình làm vậy đó, để cho con nét cổ kính. Thưa các bạn, Dodge City là ở đây. Một thành phố hoặc là một cái thị trấn. Tại vì chỉ có hai mấy ngàn người ở mà thôi. Ngày xưa người Mỹ đó chỉ ở bên bờ Đông. Từ từ họ mới tiến qua bờ Tây. Mà cái Dodge City này ngày xưa là nổi tiếng là thế giới cao bồi nằm trùm ở đây. Đừng hòng thằng cao bồi nào làm loạn, tới cái chỗ này làm loạn. Nhân gian Mỹ đó người ta thường có câu Get the hell out of đó. Tạm dịch là chúng ta hãy biến khỏi cái Dodge City này. Thằng nào mà muốn vào đây làm loạn cướp bóc dân ở đây là không yên với người dân ở đây đâu. Cho nên là bây giờ dân gian Mỹ không cần phải ở tại Kansas, ở tại bất cứ tiểu bang nào, dù cho không có liên quan gì đến Kansas. Mỗi lần mà họ hoảng hốt lên, họ muốn la cái câu nói lên là thôi biến khỏi nơi đây, thì họ lại thường dùng cái câu Get the hell out of đó. Đó đó, lịch sử của câu nói đó từ cái Dodge City này mà ra. Vâng, đã gần 2 ngày rồi tôi không thấy một người châu Á và một Mỹ đen nào. Nhìn đâu cũng trắng bóc, trắng tinh. Toàn Mỹ trắng thôi. KFC nè, Subway nè, Orbi đằng kia kìa. Mà lên Google bấm thì thấy được một hai nhà hàng Việt Nam ở đây nữa. Thế là đồng hương Việt Nam mình cũng ở đây. Mò tới đây ở, hay thật. Có buffet kìa, King Buffet của tàu. Tàu thì mình không bất ngờ. Người ta có câu mà nơi đâu có khói là nơi đó có người tàu mà. Đó là bình thường. Chúng tôi tính là lát nữa đi ăn nhà hàng Việt Nam để ủng hộ đồng hương nơi đây đi. Trong này này, cái chỗ Bút Hill này này, chính là thiên đường của các anh cao bồi ngày xưa. Tới đây được nghỉ ngơi, có mấy cái saloon cho mấy anh ta ăn nhậu. Nhưng mà phải đàng hoàng nha. Lâu láo là đổ nợ đó. Con đường xe mà cũng được lát gạch này. Chúng ta tiến vào. Bây giờ thì họ mở ra cái viện bảo tàng như thế này. Nhưng mà ngày xưa thì chắc mấy anh cao bồi cưỡi ngựa gần có mấy ngày đường, vượt qua những ngọn đồi hoang vu rồi mới tới được đây để mà cắt tóc, uống rượu và cờ bạc. Đó, thế giới cao bồi ngày xưa tới đây ăn nhậu vậy đó. này ghế cũng làm bằng da bò, rồi sừng bò đóng lên. Có người mới ngủ dậy nè, mặt nhìn ngu. Ba kia thì không ngủ. Sống đồ chơi này mà giống như thật luôn á. Wow, nặng nha. Giả mà giống như thật cái này. Vào đây mình phải trả tiền. 4 người 50 mấy đồng. Rồi họ cho mình cái đồ này đeo nè. Còn chàng boss thì đeo cái tấm bảng ngầu lắm. Serif đàng hoàng cái dưỡng hả. Ồ,
Vừa bước ra ngoài cửa này thì mình có thể thấy được những cái salon như thế này này, san sát nhau. Chỗ này bán xì gà, chỗ này bán áo quần giống anh cowboy, có tiệm bán thuốc tây, tiệm cắt tóc cũng có luôn. Này, cái này là salon ăn nhậu chứ còn gì nữa. Trong kia tôi vẫn thấy người kìa. Vào thử coi. Bán xì gà, cổ quăng bo trong này luôn nè. Đây này, hình ảnh ngày xưa của Dot CD này. CD, nghe cho nó oi đó. Những bơm kìa, bơm thử có nước không? À, không có, nhưng mà mình chêm nước vô nha. Thường thường mà nó không có nước á, mình chêm nước vô. Bắt đầu mình bơm á, là nó lên. Hồi nhỏ nhà anh có một cái, nhà em có không? Nhà em có cái giếng. À, lấy gầu múc á hả? Dạ. Nhà của đại gia thời cao bồi này. Cách xây dựng nó ngộ ha. Nhìn nửa Tàu, nửa Singapore, nửa Thổ Nhĩ Kỳ. Kỳ cục quá. Nhà vệ sinh kìa. Để hình mặt trăng là biết là đàn bà rồi đó. Những chiếc xe ngựa ngày xưa này, có mấy anh đi đầu vàng này, có ngựa kéo, mấy anh ta ngồi ở đó, hoặc là mấy anh cao bồi luôn á chứ. Đi từ tiểu bang này qua tiểu bang khác. Đi vào cái tiệm này nè, bán những cái đồ cổ. Gặp được cô này dễ thương quá. Biết chúng tôi từ Louisiana lên, cô nói: ố, dân tứ xứ bây giờ đang đổ về Louisiana của tụi bay để đi lễ hội Mardi Gras, sao tụi bay ở đây? Tôi nói là ở cái chỗ nào mà mình nhìn miết mình ngán, mình lại muốn đi cái chỗ khác mình chưa bao giờ thấy. Cô ấy ở đây cô ấy thèm chứ tôi đâu có thèm. Xong, khám phá chút xíu vậy được rồi đó. Bây giờ chúng ta đi ăn. Bấm vào nhà hàng Đồng Hương. Đi ăn, hy vọng Đồng Hương mở cửa. Ê, tìm được một nhà hàng nằm ngay đây luôn của Đồng Hương. Cái gì Sài Gòn phở, cách đây có 2 phút chạy xe thôi. Ê, GPS nói là tới rồi mà sao mà có thấy đâu. Nhà hàng Đồng Hương sao nằm chỗ bí hiểm như thế này? Ở đâu? Trên này à? Nói tới rồi mà có thấy đâu. Hay là bên kia? Kỳ cục quá. Không có, bấm địa chỉ lên không có thấy. Nó chỉ tới cái KFC. Vậy thì đâu có phải. Nhà Đồng Hương là cái chắc này. Có thấy thờ Đức Mẹ nè. Thấy tìm nail kìa. Hot nail. Là nail nóng á. nhìn từ phía sau. Nãy giờ thấy 3-4 tìm nail đó nha. Vậy là rõ ràng là Đồng Hương ở đây nhiều lắm á. Và cứ như thế, tôi cứ chạy vòng vòng để mà tìm phở Sài Gòn hay Sài Gòn phở gì đó. Tôi chạy đến lúc mà nhan sắc nó phai tàn mà vẫn trở lại KFC. Đồng Hương làm ăn cái kiểu gì mà bắt người ta ăn gà rán không à. Trong cái lúc mà sự tuyệt vọng nó lên ngôi, thì bất chợt tôi nhìn thấy nằm bên kia đường, hình như là một cái food truck của người Việt Nam. Cả nhà đều la lớn bờ lố. Tiện vô, ủng hộ Đồng Hương. Sài Gòn còn cười tê tét. Hình như mở cửa mà phải không? Tôi liền lao ra coi thử có đang làm ăn hay không. Vì thoạt nhìn giống như là cửa đóng then cài. Thì có một anh người Việt với thân hình mignon, nhìn hao hao như Đàm Vĩnh Hưng. Ánh mắt rực sáng, nụ cười luôn nở trên môi. Cho tôi biết. Anh Dũng from Đà Nẵng. Anh ấy tâm sự rằng tuy là người Việt nhưng được gia đình Mỹ nhận làm con nuôi lúc 5 tuổi và đã sống ở đây từ lâu lắm rồi, nên chỉ còn biết nói vài từ tiếng Việt mà thôi. Nhưng niềm đam mê ẩm thực Việt của anh ta thì chưa bao giờ tắt, nên cái food truck này nó mới ra đời đó. Tất nhiên kiếm tiền là chính, nhưng đồng thời cũng để làm thỏa mãn đam mê nấu nướng. Anh Dũng còn cho biết là rất bất ngờ khi nhìn thấy gia đình tôi, những người Việt Nam ở phương xa tới đây. Vì theo anh ta, chỗ này chẳng khác gì là một cái ốc đảo nằm trong vùng hoang mạc xa xôi hẻo lánh. Và cứ như thế, hai anh em tôi cứ đứng tâm sự với nhau gần 20 phút. Và rồi, chúng tôi nghiên cứu thực đơn, kêu vài món quen quen, ngon ngon, vì bụng đang đói cồn cào. Chuẩn bị hết đây. Ớt, nước lạnh, xì dầu, Tabasco nếu cần, đũa, đầy đủ, cả nhà ngồi ăn trong xe luôn cho nó vui. I still got to get your spring rolls. Okay. Anh ta nói vẫn chưa xong hết tất cả các món, nhưng mà biết là chúng tôi đang đói cho nên tranh thủ món nào xong thì tranh thủ đem ra cho chúng tôi ăn nè. Đây. Cơm chiên trứng của thiếu nữ. Nàng thèm món này, chàng boss thì chỉ thích ăn cơm trắng và xì dầu. Mình có xì dầu tam thái tử mà. Muỗng đồ này nọ bao la đây. Phần chả giò nóng hôi hổi, nhìn giòn rụm này. Cái này cũng là chàng boss, chàng thích ăn chả giò. Còn đây là cơm đặc biệt. Cơm đặc biệt của ai có gì nha. Wow, nhìn hấp dẫn đó chứ. Nước mắm, dưa leo, rồi đồ chua. Có cái trứng chiên, có nguyên con tôm. Ê, cái chả này. Vậy là cơm sườn chả trứng, không có bì mà thôi. Sườn đây, có nước mắm, có ớt đây. Bờ lúc có thiếu gì đâu. Hộp này của em, ớt của tôi đây.
Đói bụng quá, đói bụng quá. Lấy ức trái ra chứ, ăn nó mới đúng bài đúng bán. Anh Dũng, phóng Đà Nẵng mà không biết nói tiếng Việt, hình như lấy vợ Mỹ trắng luôn. Thấy có thằng con lai nó bước từ trong xe anh ta bước ra chạy vô cái food truck. Thú thực với các đồng minh chứ, mới có mấy ngày du xuân mà vợ chồng tôi đã thèm thức ăn Việt Nam đến da diết. Đặc biệt là cái chỗ này mà tìm ra món Việt thì thật sự là thương thiên bại lý. Wow, sườn ướp, ướp thơm lắm. 4 ngày rồi bây giờ thèm cơm chịu không nổi. Ngon quá. Rồi, chả nó làm ngon. Chả ngon quá. Trong cái lúc mà chúng tôi đang ngấu nghiến thì anh Dũng lại chạy ra hỏi là có ăn được hay không. Vợ chồng tôi thành thực nói là ăn rất ngon. Anh ta liền cười híp mắt, tỏ vẻ rất là hạnh phúc. Tôi nhận ra là anh ta rất là yêu nghề và quan trọng cảm nhận của thực khách, nên càng cảm thấy quý anh ta hơn. Không ăn gì cứ bỏ lên đây cho anh. Ngồi sau đó ăn tiện em, được không? Được. Chua ngọt mà chê à? Thịt ngon, chả này nó ngon hết, nhưng mà nước mắm nó hơi lạc chút xíu. Bỏ mấy xì dầu ăn cho nó đậm đà hơn. Cho nên nói, đây là một cái kinh nghiệm xương máu dành cho tất cả các đồng minh. Nếu đi xuyên bang, luôn luôn đem theo bịch ớt và chai xì dầu Tam Thái Tử. Mặc dù Tam Thái Tử bây giờ đã bay qua ăn nước mắm Phú Quốc. Thèm cơm dễ sợ luôn. Một lần nữa tôi là nhớ đến nhà văn, một nhà văn nào đó mà tôi quên tên, không bao giờ nhớ tên chứ. Làm người đó mà được ăn cơm, sướng thật. Không phải một mình tôi sướng đâu, mà vợ con của tôi cũng quyết liệt lắm. Sáng giờ mới ăn chút xíu đồ ăn bữa sáng trong khách sạn đó. Anh Dũng vừa mới đem ra quẩy cuốn. Đây, quả cuốn thịt heo nướng cho mấy nước mắm. Cả gia đình ăn nhiêu đây có 51-52 đồng à. Rồi, đem đồ ăn ra xong rồi nói cần gì thì vô gõ cửa tiếng nha. Kêu đem ra cho. Chả ngon dễ sợ em ha. Dạ. Lấy vợ Mỹ trắng mà vẫn biết nấu đồ Việt là giỏi lắm à. Công nhận ông này ông làm sườn ngon thiệt. Vợ tôi thường thường ăn cơm á, cơm tấm hay cơm kiểu này nè, nàng thích ăn chả trứng này nọ thôi, nàng bao giờ ăn sườn hết á. Tụi này nàng ăn thật còn khen ngon chứ. Ông này nướng sườn ngon thiệt á. Vợ tôi vừa mới nói kìa, ăn bờ ăn bùa vậy đôi lúc còn ngon hơn á, vào nhà hàng á. Sạch bát. Hộp cơm. Bây giờ bay qua quẩy cuốn. Chưa no, chưa no. Và sau đây là chương trình gỏi cuốn thịt heo nướng. Wow, heo nướng thơm quá. Thơm bức à. Quá này, biệt thự mạnh giỏi chưa? Sườn heo này, sạch bóng. Gỏi cuốn nó xong, bây giờ là chả giò. Còn nóng hồi hồi này, nghe thử cái đồ giòn của nó nha. Giòn rụm. Vẫn là bún tàu, cà rốt và thịt heo thôi. Ngon đó em, ngon đó. Mùi rất thơm, có cả nấm mèo nè. Lý do mà tôi kể ra những cái thành phần đó là tại vì mình hơi nghi ngờ nhan sắc của anh Dũng này. Không biết nói tiếng Việt mà. Cho nên đôi lúc nấu tầm bậy tầm bạ mà không ngờ nấu đúng hết chứ. Lại ngon miệng. Ngon, 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 ngon. Vâng, cái ngon này nó xuất phát từ hai cái chữ bất. Đó là bất tiện, ngồi trong xe ăn. Và cái chữ bất thứ hai đó là bất ngờ tìm ra được anh Dũng này. Ăn xong, tôi liền vào bắt tay và chào tạm biệt với anh Dũng. Rồi chúc cho anh ấy luôn luôn mua mày bán đắt. Còn hứa là nếu có cơ hội đi ngang qua chúng này, chắc chắn tôi sẽ trở lại hỏi thăm sức khỏe cũng như là các món ăn. Nói chứ
Tuy anh Dũng không biết tiếng Việt, cả gia đình đều là Mỹ trắng, nhưng đã mang dòng máu Việt Nam ở trong người thì làm gì, ở đâu cũng khó mà quên được cội nguồn. Bằng chứng là ở một nơi khỉ ho ra đờm và gà gáy ra tro như thế này mà anh Dũng vẫn đang âm thầm mang ẩm thực Việt đến với người dân bản xứ. Đó là một điều đáng quý và là một kỷ niệm rất đẹp mà trong chuyến du xuân này tôi đã may mắn được một sở thị. Và rồi ngay sau đó chúng tôi rời khỏi cái thành phố bé tí này, nói cho đúng hơn là một cái thị trấn, giống như là một cái ốc đảo nằm giữa vùng hoang mạc đã một thời nổi tiếng trong thế giới cao bồi. Bây giờ thì gia đình Hến Gia tiếp tục lên đường, chúng tôi sẽ chạy về hướng Đông Nam. Tiểu bang tiếp theo mà tôi sẽ đưa các bạn đến đó là Oklahoma. Chà, con đường này đẹp ghê á, nhìn giống như là những cái gợn sóng á, lên xuống lên xuống lên xuống lên xuống liên tục. À, có một điều mà tôi nhận ra tại tiểu bang Kansas này này, các bạn có thể thấy 6:01 rồi kìa. Ở dưới Louisiana giờ này là trời đã tối thui rồi, tại mùa này vẫn là mùa đông ở Mỹ mà. Mà trên này ánh nắng còn chói chang này, mặt trời còn nấp sau bờ vai của tôi này, đôi vai gầy guộc nhỏ của tôi, làm cho mình có cảm giác ngày nó dài hơn, có nhiều thứ để cho mình khám phá và có nhiều thứ để cho mình ngắm hơn. Ê, ban ngày nó đẹp đó nha, chứ ban đêm chạy mấy đường này quả chạy đầu lắm. Thứ nhất là tôi đang như mực, mình không thấy gì hết. Thứ hai là muốn đi tìm cây xăng, đi khách sạn, nhà hàng là coi như thôi bỏ đi, viễn vông, viễn vông. Và rồi, thưa tất cả đồng minh, chúng ta đã bon bon tiến về tiểu bang lộng gió và đó là tiểu bang Oklahoma. Gần tới rồi đó, vậy là tính ra chuyến đi này mình đi tất cả bao nhiêu tiểu bang em? 7 phải không? 8 phải không? Đếm không xuể. Mặt trời chuẩn bị lặn xuống cái dãy đồi bên kia. Ôi cái ráng chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc sắp hoàng hôn. Chúng ta chỉ còn ngắm cảnh được trong vòng 15-20 phút nữa mà thôi. Leaving Kansas, bước qua đây là hết Kansas. Bye bye Kansas. Đây là biên giới Oklahoma. Ồ, anh mà anh có cái logo dán nhóng hến nên tới đây anh dán cái được rồi. Tương lai đúng rồi, tương lai vợ tôi sẽ làm cái hình logo mà sticker á. Mỗi lần mà tôi đến một tiểu bang nào mới đó, tôi sẽ xuống tôi dán một cái vô cái tấm bảng đó, giống người ta dán này. Tới đâu đó mình dán để lại làm kỷ niệm. Tình cờ có đồng minh nào đi ngang mà nhìn thấy cái logo đó, là biết nhóm cậu Hến đã từng tới đây, hoặc là Hến Gia đã từng qua đây. Tiến lên, lại là một tiểu bang lớn khác, gió lộng khác, mà ít dân. Hình như còn ít dân hơn cái tiểu bang Kansas mà mình vừa mới chạy ngang nữa. Nói thiệt, cái chạy trên con đường này mà đôi lúc mình mắc đi số 1 hoặc số 2 á, chỉ còn cách là chui vô cỏ mà đi thôi. Nhiều khi lấy cỏ chui luôn ha. May quá tôi chưa cần số 1 hoặc số 2, tôi đang cần số 3 đây. Về ra xa có ánh đèn kìa, tiến tới đó đi số 3. Rồi chúng ta đã tới cái town đầu tiên của Oklahoma. Cái town gì mà tên là gì, Buffalo. Một số người gọi là ăn trâu đó phải không? Vợ con tôi muốn ghé vào cây xăng để mà đi vệ sinh nên này. Nhưng mà đâu có nơi nào lý tưởng đâu. Làm gì có nơi lý tưởng cho em đi vệ sinh bây giờ em. Rồi cái thao hết rồi nè, dạy chút hết rồi. Mới có 6:30 cây xăng là đóng cửa mẹ rồi. Đó, đóng cửa rồi. Làm gì có chỗ cho mấy mẹ con đi vệ sinh bây giờ. Anh còn lon Pepsi sau á, thôi mấy mẹ con đi tạm đi. Rồi, những cánh quạt gió xa xa bắt đầu chớp chớp đèn màu đỏ coi. Màn đêm mà xuống là chúng ta chỉ còn thấy đèn chớp chớp chớp. Một lần nữa chúng tôi lại nghĩ là đường để dẫn máy bay. Chúng ta đang từ lên dốc. Từ lên dốc. Và rồi, quạt đằng kia, chúng ta đã thấy quạt rồi. Đèn đó, chớp. Ôi, thật là đã. Cái đó là Big Town kìa, trước mặt chúng ta là Big Town đó. Em ơi, tha hồ cho mấy mẹ con đi vệ sinh. Lại lên tao chạy máy, chạy gì từ từ ghét bực bội. Chúng ta chuẩn bị vào thao lớn. Ý, mong là cái thao lớn chạy thẳng đường này là tới Oklahoma City luôn. Trời ơi, nhìn cái thao này tự nhiên tôi lại nhớ bài nhạc là người ta đã bỏ tôi rồi bạn ơi. Bạn bên kia nó trả lời mày như shit, nó bỏ mày đúng rồi. Chứ đâu còn chi nữa mà mong mà chờ. Bạn bên kia trả lời chứ mày chưa mẹ gì mà chưa. Chết rồi không rồi, mấy hôm nay lái xe nhiều quá không rồi, không nặng rồi.
Đâu? Thảo đâu? Bích Thảo đâu? Thảo đâu? Thảo ơi! Thảo ơi! không thấy gì hết em ơi. Đâu có cây xăng cây xiếc gì đâu em ơi. Nhìn từ xa thì đèn điện rất là bê thế. Tới đây thì trăm tứ bê im lặng. Này cây xăng này, em vô đi không? No, nàng chê cây xăng này. Cây xăng này vô là bị, thưa các bạn, 7 khúc. Nếu mà 6 khúc là thằng xăng cái hàng lọt đó nó lười đó. Thì bình thường là phải 7 khúc. Nó chém. không nên. Và kính thưa tất cả các đồng minh, một cái Big Town đang ngấp nghé, đang dòm ngó, đang rình rập sau lùm cây. Vợ con tôi phải thốt lên rằng đó, vợ con tôi mà ồ như thế các bạn biết rồi đó, chuẩn bị đổ nợ tới nơi đó. Thấy chưa, vợ con tôi ồ lần thứ hai các bạn biết rồi đó. Cái Big Town này sẽ lòi phèo với vợ con tôi là cái giác rồi. Anh hứa với em anh sẽ tìm cho em một cái xăng hội tủ đầy đủ yếu tố. Đây này, cái xăng lớn này. Ôi cái xăng nó vĩ đại, nó vĩ vĩ đại, nó vĩ vĩ đại, xăng nó vĩ đại. Ê, is that Waffle House? No, ở đây không có Waffle House đâu con. Cái xăng lớn, cái xăng Shell lớn này. Đố tất cả các đồng minh, tại sao con rùa lại đi qua đường? Chắc các đồng minh không biết đâu ha. Con rùa nó đi cây xăng Shell. Con rùa nó qua đường để nó tìm cái mu. Rồi cái này có lớn này, có cả Papa John. Rồi vô đi. Trời ơi bà con cô bác tứ xứ ùa về cái xăng này hết rồi. Vô đi ba mẹ con ơi. Bạn có lạnh không? Hơi lạnh á. Ôi 55 độ không lạnh lắm. Ở đây 55 độ mà không có gió thì đâu có lạnh lắm đâu. Vô đi. Ôi tự nhiên tôi thích nó biết cả sao. Wow, cái xăng này cũng lớn, sạch đẹp. Vô cái xăng là biết ngay hai chị em con này chứ, phải đi tìm kẹo mà, tôi biết mà. Pizza Papa John làm sẵn cái hộp, để ngay cái xăng này cho người ta dễ mua này. Ồ, dán lại rồi. Ơ, chạy vào cái xăng làm loạn, mua thì ít, mà lấy táo miễn phí thì nhiều. Người dân ở đây, người ta trồng nhiều táo lắm hay sao á, mà được táo miễn phí. Mà họ quảng cáo là táo ngon đó chứ. Vừa lòng chưa? Đây, tiếp tục lên đường. Vợ con vui là hiển gia vui rồi. Bợ thử trái bom, trái táo của dân địa phương đi, coi như thế nào. Lần đầu tiên ở trong đời mà thấy cây xăng mà cho táo miễn phí. Mà chân đồ đẹp lắm chứ đâu phải là bừa bãi nhìn nó hư đâu. Mềm mại ngọt liếm á. Thơm phức. Ây da, con đường tâm tôi. Bao nhiêu cái mệt mỏi lái xe của 4-5 ngày vừa rồi nó dồn lại. Ngày mai chúng ta còn nguyên ngày nữa mà. Bây giờ đã là hơn 8 giờ tối. Từ đây mà chạy về cái thành phố lớn nhất á là Oklahoma City rồi, phải thêm tiếng rưỡi nữa thì phải. Mà tới nơi thì cũng đã gần 10 giờ hả. Lấy đồ lên rồi tắm rửa xong lên giường cũng đã chắc là phải 11-12 giờ. Thôi mệt quá. Thì quyết định là dừng chân lại, nghỉ ngơi trên con đường này luôn. Thì trong lúc mà đang ngồi nói là không biết chỗ này có kiếm được khách sạn không. Thì tình cờ thấy tấm bảng họ quảng cáo. Thì chỗ này có cái gọi là cái gì Lucky Store, ngôi sao may mắn, Casino and Hotel. Rồi quảng cáo là sạch sẽ ghê lắm mà có nhà hàng này nọ nữa. Nhưng được rồi, 3 trong 1 thưa các bạn. Cái đầu tiên đó là có phòng ngủ sạch sẽ nè. Thứ hai là có nhà hàng mình ăn để tối nay mình khỏi cần phải đi kiếm đồ ăn như là tối hôm qua vất vả cuối cùng phải ăn mì tôm. Và cái thứ ba, tuy bây giờ đã là mùng 4 nhưng mà còn mùng là còn Tết phải không? Thì mình thử vận đầu năm luôn. Ở đó rồi tôi xuống tôi kéo máy vài chục, lỡ khi ăn 10.000 coi như chuyến đi này mình lời rồi. Nào, từ đây mà chạy tới Lucky Store Casino Hotel là 33 phút. Chúng ta tiến về Lucky Store. Sắp tới rồi kìa, lại là một cái town khác. Mà cái Casino Lucky Store đó chắc nằm trong cái town đó đó. Yes, ở một cái nơi như thế này mà dám quảng cáo là super 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 sạch. Được người ta chấm là gì đó,
9.1 điểm về điểm sạch đó. Hình như chúng ta tới nè, nằm ngay ở trong cái thao nhỏ nè, nằm ngay đây thì làm gì có khách, mà không có khách thì làm sao phòng dơ, mà phòng không dơ thì tất nhiên được người ta chấm lại phòng sạch rồi. Ở này vài chiếc xe, mà nhìn cũng ok, không có đồ sộ lắm. Ủa mà sao casino vắng như thế này? Rồi có anh kia ngồi góc kia, anh ta có quyền ngồi nhưng mà ngồi kiểu sầu đời chứ bị bắn nha, vậy là không xong. Vô coi thử coi, có phải check in chỗ này không? Để mày vô coi thử coi. Coi này, casino gì đâu mà vắng tanh như thế này. Nằm ngay giữa cái thao nhỏ chút xíu luôn. Vợ tôi nói là chưa bao giờ đi cái casino hotel nào mà là như thế này. Vừa bước vô chúng ta thấy con buffalo này, hình như biểu tượng của quanh khu vực này hay sao á. Đi đâu cũng thấy hình dáng của buffalo. Mà vợ tôi nói là chưa bao giờ mà gặp một nhân viên khách sạn, casino khách sạn nào mà lịch sự như cái bà này. Trời ơi bà thương. Bước vô check in á, bà cho voucher 10 đồng này, rồi bà giới thiệu cái này này, cái kia này, rồi bà ca ngợi về casino của bà lẫm liệt như thế nào này. Thường thường đi check in mất 10 phút à, mà check in với bà nửa tiếng. Tại vì chị ta tâm sự quá trời quá đất luôn. Cho này cho kia tùm lum tùm lưa. Chị tiếp tân còn nói chứ hôm nay là ngày 13 thứ 3, cho nên chị ta lấy chúng tôi căn phòng 213. Chị ta nói chắc chắn là sẽ là phòng may mắn. Yeah, sợ. Đã vậy bước vô còn thấy hình con buffalo. Lát nữa tôi quyết định kéo máy buffalo. Hy vọng chúng ta thắng 100.000. Vừa ra khỏi thang máy lại thấy hình buffalo. Trời ơi, casino khỉ ho cò gáy này cũng có 5 con rồng này. Thấy không? Thấy 5 con rồng không? Họ cũng biết nữa chứ. Theo thuyết âm mưu của chị Tiếp Tân á, hôm nay là tháng 2, ngày 13, nên chị ta mới cho chúng tôi căn phòng 213 này. Còn nói là chắc chắn chúng tôi sẽ gặp may, không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng bây giờ á, vừa bước vào căn phòng này thì tôi liền cảm thấy có mùi tiên khí đang lẫn vẩn khắp nơi. Yeah, sợ. Và cái casino này, góc nào cũng toàn là buffalo. Nên đêm đó, tôi toàn chọn mấy buffalo mà kéo. Quả thật, tôi đã có nhiều phút thăng hoa. Bò này, thấy chưa? Bờ lúc. Kính thưa tất cả các đồng minh thân yêu, hôm sau tôi sẽ đưa các bạn đến khu Việt Nam. Chúng ta sẽ thưởng thức các món ngon của đồng hương. Không khí Tết nơi đây vẫn còn nguyên. Nên sau nhiều ngày du xuân, thì cuối cùng chúng tôi đã có được cái cảm giác ở dưới lòng Hoa Kỳ vẫn có Tết đấy thôi. Video xin được khép lại ngay đây. Hy vọng cái video này đã giúp cho các bạn được giải trí. Cảm ơn tất cả đã đồng hành cùng gia đình Hến Gia. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.